Hello các bạn. Hôm nay Huyền sẽ nói sơ về, Huyền làm mắm. Tại hôm hôm trước Huyền có nhớ là Huyền nói một lần rồi ở cuối clip nào đó ha. Nhưng mà Huyền thấy có quá nhiều chị vô hỏi Huyền làm mắm sao, thì hôm nay Huyền sẽ nhắc lại nha các bạn. Tại vì hết mùa cá nục rồi. Đó cho nên là Huyền không có làm cho các bạn coi được ha. Với lại hồi cái năm trước Huyền làm á, Huyền không có nghĩ là nó thành công, với lại không có nghĩ là nó sẽ ăn ngon đó các bạn. Cho nên Huyền mới quay lại, với lại Huyền làm có một mình nè, làm cá tay chân dơ cho nên là cũng không có cầm điện thoại quay lại á. Với lại cái thứ hai nữa là nghĩ là chắc không biết có thành công không cho nên là không có quay. Đó thì hôm nay Huyền sẽ nói sơ lại nha cho các bạn coi nè. Đó đây nè, Huyền làm được hai hũ nhỏ vậy các bạn, không đài thì Huyền ăn nó lưng tới đây rồi nè. Hiện giờ bên Huyền tối trong nhà thiếu sáng cho nên là quay cái màu nó hơi không có được rõ lắm ha. Đó, cái này là hơn một năm rồi. Rồi Huyền sẽ nhắc sơ là cái cách mình làm cho các chị có thích thì làm thử nha, chứ Huyền thấy thì thật ra nó cũng dễ chứ không có khó ha. Thì cá này mình làm sạch á, mình làm sạch hết các bạn. Cái này mình bỏ đầu xong rồi, ở đây mình mua muối hột với muối biển á, 1 ký cá thì 300 gram muối các bạn. Áo nó đều hết, xong rồi lớp cá lớp muối lên ha. Đó, rồi cái ở trên mặt thì mình cho chút xíu muối dày dày cho nó lấp lại á, thì để cho cá của mình muối nó mặn gì, để cho cá của mình thịt nó dẻ lại các bạn, nó không có bị ương, nó không có bị hôi á. Thì đó, khi mà mình làm sạch sẽ cá, mình ướp muối như vậy á, mình để trong hũ như nè, là mình để từ 3 tuần đến 1 tháng, nhưng mà hôm đó là mình để hơn 1 tháng luôn á. Tại vì tụi Huyền đi biển xong rồi cũng không có thời gian mình để đại đó vậy đó. Đó, xong rồi tới gang thính ha, khi mà hơn 1 tháng các bạn gấp cá ra, miếng cá nó cứng nó dẻ lại ha, thì bỏ cái phần nước nó đi, lấy phần cá để cho thiệt ráo ha. Rồi các bạn rang thính thì Huyền rang gạo với lại nếp nè, thì ví dụ như 3 phần nếp thì 7 phần gạo các bạn rang lên, rồi các bạn xay ra thính đó. Đó, xay ra xong rồi á, cá này nè, đó là các bạn lăn qua thính, lăn cho nó đều hết thính luôn nha, bỏ lại vô keo nữa. Bỏ lại vô keo thì các bạn cũng để như vậy, đậy nắp cho kín rồi lại đó. Thì để cũng khoảng 1 tháng nữa xong rồi các bạn nấu nước đường á. Thì mua cái loại đường này nè, cái này đường này của Thái ha. Đó thì hôm đó Huyền không không có nhớ rõ chính xác là bao nhiêu đường các bạn. Thì lấy ra đường á, mình nấu đổ chút xíu nước, nấu cho nó tan ra ha. Nấu cho nó tan ra, nó kẹo lại, xong rồi các bạn đổ đổ vô cá, đổ thẳng vô cá luôn. Khi mà nó áo thính gì rồi đó, bạn đổ thẳng vô cho cái nước đường nó ngập lên cái mặt cá, còn không ấy là lấy đồ ém nó xuống. Thì Huyền không có ăn trước, Huyền để gần 1 năm luôn rồi mới lấy ra ăn đó, thì thấy nó ngon. Nhưng mà cái mùi của nó không có phải giống như cái mùi mắm của mình nha các bạn, nó hơi khác một chút, nhưng mà Huyền ăn thì Huyền thấy ngon đó. Đó, cái thịt của nó thiệt là dẻ, xong rồi khi mà Huyền gắp ra ăn đó, thì cái vị mặn với ngọt ha, mặn nó nghiêng nhiều hơn là ngọt á. Nếu mà các bạn làm lạc quá thì nó sẽ bị hôi á, bị hư á, cho nên là mình sẽ làm mặn như vậy. Đó thì đơn giản vậy thôi. Cái lúc đó mình làm thì không có quay lại, mình cứ nghĩ là không biết có thành công không, không biết có ngon không đó, cho nên là không có quay lại. Với lại có một mình ơi mình làm mà tay chân cá không, cũng không có cầm điện thoại quay á, thì thấy ăn được các bạn, ăn ngon. Cái mùi nó không phải nồng như mùi mắm của mình, ăn ngon phải không anh? Anh Hùng anh cũng thích đó, ngon. Anh không thích ăn mắm nhưng mà anh ăn anh cũng thấy ngon đó. Alex cũng vậy, Alex hồi người làm thịt đó, mình chân vô ảnh cũng thích ăn quá trời luôn. Mình không cho ăn nguyên cục mắm nhưng mà thịt nó cũng dính dính chút mắm á. Khi mà mình chưng lên vậy đó thì cái thịt nó rã ra các bạn, ăn ngon lắm đó. Thì mình thấy vậy, hay là nhiều khi lâu quá Huyền ăn rồi mình thấy nó ngon cũng không biết nha, tùy theo khẩu vị của các bạn nha. Nhưng mà Huyền làm á thì Huyền vừa ý các bạn, không có nghĩ là nó thành công như vậy á, không nghĩ là mình ăn vừa miệng mình vậy, chứ không ấy là Huyền cũng sẽ làm thêm nữa. Huyền ăn có 2 hũ gì vậy, 2 hũ nhỏ vậy thôi, hũ này là bự ra, hũ này thì nhỏ đó. Chỉ vậy thôi. Huyền cũng thử làm lần đầu tiên nó cũng cũng coi trên mạng rồi, rồi mình làm theo cái cảm tính của mình đó, bao nhiêu đường bao nhiêu muối tự mình đó các bạn. Hôm nay tụi Huyền sẽ
cắt dọn cái vườn này luôn các bạn. Ở cắt cho nó gọn luôn đi anh. Đó, rồi tụi Huyền cũng sẽ cắt như vậy luôn nè. Cắt bằng mấy cái cây này luôn ha các bạn. Tụi Huyền cắt bằng cái hàng rào luôn á. Cho nó bằng với nhau á. Để cho nó lớn bề ngang. Hôm nay ở xóm Huyền con nít quá trời con nít luôn. Ồn ào gì đâu luôn. Anh Hùng anh tỉa cái này cho nó gọn lại. Con chạy đi, con lấy xe đạp chạy đi con. Không hả? Tụi Huyền mới sởn đầu cây táo xong rồi nè. Bây giờ anh Hùng kia anh Hùng lấy than ra cái cắt ngang cây đó cho nó gọn đó các bạn đó. Cho nó gọn ha. Để mai mốt mùa thu bắt đầu lạnh vô nó rụng á. Gớm lắm. Quét mệt luôn. Tân nghiệp con trai quá à. Trốn à. Trốn đâu. Đó giờ anh Hùng anh lên. Người cưa nha, người cưa vô nè. Cưa đi. Anh cắt thẳng qua luôn là được á. Đó. Lâu lắm rồi tụi Huyền không có quay hướng bên đây cho các bạn coi ha. Đây nè. Mấy cái cây này tụi Huyền sẽ cắt cho nó gọn luôn các bạn. Vô tới nè. Sát vô gì sát vô anh. Tới bên đây bé la mày cưng không bé la ơi. Rồi cũng tối rồi các bạn đó, tụi Huyền tỉa vậy nè, hồi để cho anh Hùng tỉa nữa đi. Huyền vô Alex nó nhõng nhẽo quá trời, nó khóc rồi, sụp nắng rồi ha. Ta đi vô. Anh Hùng quét dọn cắt cho nó gọn lại bớt các bạn, nó tròn tròn rồi đó. Hello các bạn, mình mua được cái bọc chè tiết yến gì nè các bạn, mua cũng cách đây cũng 3-4 tuần rồi nhưng mà tới hôm nay mình mới nấu. Trời ơi, ngâm ra nhiều quá chừng luôn nè các bạn. Nấu ngồi này với anh Hùng ăn chắc đã đời luôn á. Cho các bạn chè tiết cái gì tuyết yến dưỡng nhan sắc gì đấy các bạn. Đó thì hôm nay Huyền sẽ nấu. Còn mấy cái này thì nấm rồi nè, để ngồi Huyền ngâm thử, bỏ vô nấu thử. Nấu xong rồi nè các bạn. Nhưng mà cái hạt sen với lại nhãn nhục Huyền thấy ít quá, Huyền nấu thêm một bọc nhãn nhục của Huyền. Nhãn khô các bạn. Đó, nấu ở ngoài cho nó mềm á, xong rồi đựng ở đây. Trộn một nồi một quá trời luôn á. Thấy cũng hấp dẫn lắm, nấu trong cái nồi đen cho nên Huyền múc lên các bạn cũng khó thấy ở đây nè. Ngộ. Đó, bây giờ đổ cái này vô luôn. Wow, khói mù mịt. Đó, nhiều quá chừng luôn, Huyền không nghĩ nó nhiều không vậy á. Nhưng mà anh Hùng ảnh hảo chè lắm ha, không có sợ ế mà. Đó. Ok, thì bây giờ mình tắt bếp để chút nguội. Múc ra thưởng thức coi nó như thế nào. Huyền nấu chè xong rồi các bạn, bây giờ Huyền với anh Hùng đi chở đất. Tại vì hôm qua Huyền có đặt ở trên mạng, Huyền mua 20 bao đất các bạn.
nó đang giảm giá đó, thì bây giờ mua để mà Huyền vô mấy cái gốc cây hoa ha, với lại đang trẻ thì mua để dành luôn cho năm sau đó, giảm giá được 50% các bạn, đã không? Cho nên là tranh thủ hốt liền. Này các bạn coi, anh Hùng cắt rồi nè, cái hàng rào á, cho nó ngắn xuống cho cái bề ngang nó to ra ha các bạn, cho nó bít á, đẹp chưa? Anh cắt hôm tối hôm kia đó mà Huyền chưa có ra coi, hôm nay ra coi mấy hôm trời mưa Huyền ở trong nhà không à. Anh hôm nay em mới ra em coi á, anh cắt á, hình như chỗ này anh cắt hơi bị hụt xuống phải không? Gì hả? Đó nè các bạn, đẹp lắm nè. Mấy hôm nay anh cắt hôm nay cũng 2 ngày rồi, nhưng mà mấy hôm nay mưa thì ở trong nhà, với lại Alex bệnh đó, ở trong nhà với nó không mà đâu ra đây đâu. Bây giờ tôi Huyền sẽ đi đi hành đất. Cái cây nho này là mình ơi, nó cũng ăn sơ sát luôn kìa các bạn ơi. Nếu mà không ăn thì nó thúi đó nha, nó chín hết rồi nè. Ngọt dữ lắm. Dạ. Hái từ cây ăn nó ngon quá mà. Tươi mà biểu. Dạ. Đó. Thành nho khô luôn á. Alex hôm nay đỡ ho rồi, trời mừng ghê luôn á. Có một đứa rồi các bạn ơi, mình nó bệnh rồi cũng mệt. Cái nết của nó dữ lắm cho nên mình mệt lắm. Nó than, nó la, nó khóc nè. Ghê lắm. Ủa cái hoa hồng này ra bông nữa rồi. Cái hoa hồng này ra bông nữa rồi nè. Nên thấy. Ngầu quá. Trên kia nữa kìa. Wow. Nó ra bông nữa các bạn. À bên Huyền dự báo thời tiết vài bữa nữa là hai mấy độ nữa các bạn, lạ không? Năm nay quá lạ luôn á. Mấy hôm nay thì bên Huyền lạnh nè. 10 13 14 độ xong tự nhiên cái nó ấm lên lại nữa. Nè, còn cái chị này thì đó, chị ra chị bắt ong bắt bướm nữa các bạn. Cưng chưa? Nhỏ ha. Kéo cái dây kéo cổ áo lên cao lên con ho. Gió nữa đó. Ồ. Phải nhắn vô gì nè. Ừ, cái điện. Cho có điện xin nhan rồi cái kéo các bạn. Nhờ mua đất trên mạng mới biết. Huyền thấy nó giảm giá các bạn, cho nên là đặt mua liền, sợ nó hết. Ở cái vùng của Huyền á, sao mà bán cái gì nó cũng đắt hết chưa. Mấy cái đất trồng nữa giảm giá, người ta mua dữ lắm. Ở đây người ta thích trồng trọt á. Đồ đá rồi nè. Ờ. Giờ mình cứ đi kiếm được không? Đó em thấy đất bên này. Cái này là phân bò đó ha, nhưng mà cái loại này rẻ thôi, có loại mắc hơn nữa. Với lại đất trồng rau nè, anh dở dở này lên coi. Đó các bạn, cái loại đất này đất trồng rau. Dạ, năm nào cũng phải mua đặng mà chăm vô đất cũ. Còn mấy cái đất kia đi đâu hết ha. Đất kia thì nó cũng ở đó, nó thành nó bám vô rễ rồi mình giục bớt vậy đó, nó cũng nằm đó mà. Nhưng mà mình phải trộn thêm nó mới tốt các bạn. Đó. Xong. Đứng lại ngay. Không được chạy. Giảm 50%. Đó bây giờ tụi Huyền đi ra. Dạ. Đi về hả mẹ? Dạ. Mẹ tập về đâu rồi? Mẹ tập về bảo cuối tuần. Ở đây rộng rãi anh hả? Mới biết á. Ở chỗ kia cũng chật chội chứ. Đó các bạn. Thủ bao nhiêu đất này nè ha. Thật ra bao nhiêu đây chắc cũng chưa đủ đâu.
Nhưng mà tụi Huyền thấy rẻ, mua trước bao nhiêu đây thôi. Giờ này là hàng xóm của Huyền bắt đầu người ta cũng dọn vườn, rửa nhà đó các bạn. Mùa thu á là bắt đầu người ta làm những công việc này nè. Đó, nghe hơi ồn chút. Dọn vườn, xịt rửa nhà, sân đồ.